Oh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa Cha Phaolô, quý vị, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý ông bà, anh chị em và các riêng các em trong ban thiếu nhi cùng thánh, chiều thứ bảy hôm nay cũng như ngày mai, chúng ta cùng với giáo hội mừng kính trọng thể lễ thánh gia có Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Và đây là ngày lễ của các gia đình. Ngôi hai con Thiên Chúa xuống thế làm người, sinh ra trong một gia đình. Điều đó cho thấy Ngài muốn thánh hóa tất cả các gia đình của chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta nhìn lên thánh gia như là mẫu gương cho đời sống của mỗi người chúng ta. Xin Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn hiện diện ở trong gia đình của chúng ta hôm nay, còn gặp và đối diện rất nhiều những cái khó khăn, những thử thách. Xin cho vợ chồng được sống thủy chung, xin cho trong đời sống giữa cha mẹ với con cái trong tình yêu thương và hiệp nhất, và xây dựng các thành viên trong gia đình kiến tạo và vun đắp, xây dựng gia đình của mình trở thành một tổ ấm hạnh phúc và yêu thương giống như mẫu gương gia đình thánh gia. Và đặc biệt chiều hôm nay, ngày mai là ngày 27 tháng 12 lễ thánh Gioan Tông Đồ. Xem như là ngày mai thì không có kính thánh Gioan Tông Đồ, là tác giả sách Tin Mừng thứ tư, và cũng là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến và cũng là bổn mạng của các em ban thiếu nhi cùng thánh tại giáo xứ chúng ta. Cho nên các em mừng lễ chiều hôm nay trong niềm vui mừng lễ các gia đình cũng như bổn mạng các em, ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Các em đây cũng là những người con ở trong gia đình, có cha, có mẹ, và chúng con vừa có thánh Gioan Tông Đồ là bổn mạng, nhưng mà cũng có Chúa Giêsu, một mẫu gương rất lớn cho tất cả chúng con. Thì xin cho chúng con luôn biết sốt sắng, ngoan hiền và luôn nhận ra tình thương Chúa dành cho chúng con, giống như thánh Gioan Tông Đồ đã tự nhận mình hay nói về mình là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Và khi cảm nhận được tình thương Chúa dành cho chúng con thì chúng con biết cố gắng đáp lại mỗi ngày mỗi hơn trong công việc giúp lễ, rồi học tập, cũng như trong đời sống gia đình của chúng con. Nhân dịp đây thì quý cha với lại cộng đoàn cũng cảm ơn chúng con, cũng sốt sáng giúp lễ để cho thánh lễ có chúng con ở trên cùng thánh, giúp cho quý cha được dâng thánh lễ sốt sáng hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho gia đình của chúng con. Và trong thánh lễ chiều hôm nay, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse dỗ 6 năm, linh hồn Phêrô, và cầu cho các linh hồn và tất cả những ý nguyện chúng ta dâng cho Chúa trong thánh lễ chiều hôm nay. Giờ đây anh chị em và chúng con hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương nguyện, xin Chúa thương, xin thương xót chúng con.
Chúa Kitô, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Kitô, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Vinh an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con thánh ca Chúa. Vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Xóa tội trần gian, xin thương, xin thương xót chúng con. Xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đấng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muôn đề cao thanh gia như tấm gương sang lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cùng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: Hỡi Áp-ram, đừng sợ, ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Áp-ram thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa-mát. Ông Áp-ram còn nói: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sa-ra như người đã phán,
và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sarah sinh ra cho ông. Ông đặt tên là Isaac. Đó là lời Chúa. Bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài, hỡi trái tay bạn làm cho bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Lành sinh đầy hoa trái, hiền thế sẽ ở trong gia thất của bạn. Con cái như những trời non của tròm ô liu ở quanh bàn ông trong cửa nhà bạn. Lộc chưa để dành cho bạn nào luôn thân tâm hằng kinh sợ Ngài. Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn được nhìn thấy thỉnh đa sĩ ôn trong suốt đời bạn. Bài trích thư thư gửi tín hữu Hebrew. Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi, mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời các biển, không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. Đó là lời Chúa.
chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông vào, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi đem con tới để làm điều người ta quen làm trong theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Pernuen, thuộc chi tộc Aser. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay, cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa quý sơ, các con thiếu nhi thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay ba bài đọc đề cập đến hai gia đình. Bài đọc 1 trích sách Sáng Thế và bài đọc 2 trích thư Hipri đề cập đến gia đình tổ phụ Abraham, Sarah với con trai là Isaac. Còn bài tin mừng nói đến gia đình Thánh Giuse, mẹ Maria và hài nhi Giêsu. Hai gia đình tuy ở hai thời đại khác nhau, nhưng có nhiều phẩm chất chung
giống nhau, làm gương mẫu cho gia đình công giáo, đặc biệt là về đức tin, là về việc đón nhận con cái như ân huệ của Thiên Chúa và việc dâng hiến con cái cho Thiên Chúa. Nói về đức tin của Abraham, của mẹ Maria, của Thánh Giuse thì chúng ta đã được nói nhiều. Và như thư Hippri khẳng định, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy. Abraham, mẹ Maria, Giuse là những con người sống niềm tin như thế. Chúng ta nhấn mạnh đến hai điểm sau. Cái điểm thứ hai là cả hai gia đình đều ý thức rằng con cái là hồng ân của Thiên Chúa. Đối với Abraham và Sarah, Thiên Chúa đã hứa cho hai ông bà trở nên tổ phụ của một dân tộc đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển. Thế mà nay hai ông bà đã già mà lời hứa vẫn chưa thấy nhúc nhích, chưa thấy thực hiện gì cả. Chắc chắn hai ông bà đã ước mong có con, ước mong cái lời Chúa hứa được thực hiện. Và chỉ những cái đôi hiếm muộn như tổ phụ Abraham và Sarah, cũng như ông bà Zacharia và Elizabeth, mới mong có một đứa con, mới thành tâm cầu xin ngày đêm, và nhờ đó mới nhận ra con cái là hồng ân của Thiên Chúa. Đúng như lời Thánh Vịnh 127: này con cái là hồng ân của Thiên Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Vâng, rõ ràng con cái là hồng ân của Thiên Chúa. Khi Isaac sinh ra, Abraham, Sarah đã nhận ra đây là phần thưởng Chúa ban cho cái niềm tin của hai ông bà. Còn đối với Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse, rõ ràng hài nhi Giêsu là một món quà quý từ Thiên Chúa, là bởi vì không phải do ý của nam nhân mà là do chính Chúa Thánh Thần. Thánh Thần bao trùm Đức Trinh Nữ Maria, nhờ đó Đức Maria cưu mang Chúa Giêsu và sinh hạ Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu là món quà riêng của Thiên Chúa, không những dành cho hai đấng mà còn là hồng ân của Thiên Chúa ban cho cả dân tộc Do Thái, cho toàn thể nhân loại và cả vũ trụ này. Tại đền thờ Jerusalem, cụ ông Simeon được tràn đầy Thánh Thần, được Thánh Thần thúc đẩy, đã lên Jerusalem ngay vào cái lúc mà hai đấng dâng Chúa Giêsu vào đền thờ. Ông đã bồng ẵm Chúa Giêsu với niềm vui và niềm hy vọng, bởi vì thấy con trẻ là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Vâng, trẻ em, Đức Giêsu chính là niềm hy vọng của nhân loại bao nhiêu năm đợi chờ. Cho nên thực sự đối với Thánh Giuse và mẹ Maria, hài nhi Giêsu thực sự là hồng ân vĩ đại của Thiên Chúa. Điểm thứ hai là lòng sẵn sàng dâng hiến con cái cho Thiên Chúa. Yêu con, quý con, bởi vì là đứa con duy nhất. Nhìn nhận con là hồng ân Chúa ban, nhưng Abraham, Sarah không giữ con lại cho riêng mình, mà lại sẵn sàng hiến tế con theo ý của Thiên Chúa. Thế nhưng việc hiến dâng đó không lấy mất của Abraham đứa con yêu, mà lại xác nhận và củng cố lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phán bảo với ông, chính do Isaac
mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn về phần Giuse và Maria, tin mừng cho biết hai đấng không giữ con lại cho mình, nhưng khi vừa đúng thời gian theo luật định, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Khi được tiến dâng cho Thiên Chúa, hai ông bà không hề mất đi đứa con đó. Con trẻ Giê-xu cũng không mất đi những cái khả năng, cái căn tính của mình, nhưng được phát triển về mọi mặt. Còn Đức Giê-xu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhất là những người làm cha, làm mẹ, chúng ta sống trong cái xã hội ngày nay, gia đình đang bị tấn công dồn dập về mọi mặt. Cái nạn ly dị, phá thai ngày càng gia tăng, bởi vì những cái giá trị đích thực của gia đình bị coi thường, bị giảm giá. Tuổi trẻ sống lên trong một cái xã hội thực dụng, ảnh hưởng bởi cái lối sống thực dụng, ảnh hưởng bởi những cái hình ảnh, những cái quảng cáo, những cái phim ảnh. Cho nên nhìn về hôn nhân gia đình một cách lệch lạc, không hiểu về tình yêu hôn nhân gia đình, coi tình yêu đồng nghĩa với tình dục. Cho nên khi mà bước vào gia đình, gia đình hôn nhân chỉ là một cái hợp đồng dân sự giữa hai bên đối tác góp vốn. Ở đó tình dục chiếm vị trí tối thượng. Cho nên chúng ta không lạ gì khi mà nạn ly dị, phá thai gia tăng. Và hiện nay gia đình đang bị Satan tấn công, tấn công ở chính cái cơ cấu nền tảng nhất của gia đình. Với cái sự nổi lên của cái phong trào đồng tính, đòi hỏi phải định nghĩa lại hôn nhân. Hôn nhân không còn là cái sự kết hợp của một người nam, một người nữ, mà là bất cứ điều gì. Họ đòi hỏi định nghĩa lại hôn nhân gia đình. Giáo hội không bác bỏ cái quyền lợi của những cái gọi là kết hợp đồng tính. Giáo hội kêu gọi các đất, các quốc gia có cái luật để bảo vệ cho họ, nhưng không thể đồng nhất cái sự kết hợp đồng tính đó với cái hôn nhân gia đình. Điều đó làm phá hủy cái nền tảng của xã hội, tế bào của xã hội là gia đình. Cho nên đứng trước cái thực trạng hết sức nguy cấp này, mỗi gia đình Công giáo cần ý thức bổn phận và trách nhiệm giáo dục con cái của mình. Mỗi gia đình Công giáo phải sống mẫu mực theo gương Thánh gia, nghĩa là như Thánh Phaolô đã dạy, giữa một thế hệ gian tà xa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Muốn thế phải học nơi gia đình Thánh gia. Để trở nên một gia đình thánh, cha mẹ phải sống đức tin, phải nuôi dạy con cái trong đức tin. Để trở nên một gia đình thánh, cha mẹ phải biết sẵn sàng hiến dâng con cái cho Thiên Chúa, thực hiện điều Chúa nói, của Cê-sa-r trả về cho Cê-sa-r, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Nếu nhìn nhận rằng con cái là hồng ân Chúa ban, thì con cái phải được trả về cho Thiên Chúa. Việc trả về cho Thiên Chúa đó không làm con cái chúng ta thua thiệt, thiệt thòi, cũng không làm cho chúng ta mất đi con cái. Nhưng nhờ đó con cái có thể lớn lên, trở thành con người thành toàn như ý Chúa muốn. Dâng hiến con cái cho Thiên Chúa
không chỉ là đưa con đến nhà thờ chịu phép rửa, nhưng là một cái thái độ, một cái tâm tình của cả cuộc đời. Tông thư Patris Cordes của Đức Thánh Cha dạy cho cha mẹ phải biết hiến dâng con cái cho Thiên Chúa qua mẫu gương của Thánh Giuse. Ngài viết: làm cha có nghĩa là đưa con cái vào cuộc sống, đưa con cái giáp mặt với thực tế, không giữ chúng lại, không bảo bọc chúng quá đáng hay sở hữu chúng, mà là giúp cho chúng có khả năng tự quyết định, biết sử dụng tự do và khám phá những cái khả năng mới. Bởi lẽ mỗi đứa con đều mang trong mình một mầu nhiệm độc đáo, chỉ có thể được tỏ lộ nhờ sự giúp đỡ của người cha biết tôn trọng quyền tự do của đứa con ấy. Tôn trọng tự do, tôn trọng cái khuynh hướng của con, chứ không áp đặt cái ý muốn của mình. Cha mẹ thường có dự phóng cho con, sắp đặt cho con trở nên thế này, trở nên thế khác. Điều đó cần thiết là bởi vì cha mẹ có kinh nghiệm. Nhưng như Đức Thánh Cha dạy, cần phải tôn trọng con cái, để cho con cái phát triển như ý Thiên Chúa muốn. Và một người cha sẽ nhận ra ông là cha và là nhà giáo dục đúng nghĩa nhất chính là lúc khi ông trở thành vô dụng. Có nghĩa là khi thấy con mình trở nên độc lập và có thể tự bước đi trên đời mà không cần ai kèm cặp. Con cái lớn lên ở các nước Tây Phương 18-20 là ra khỏi gia đình, là cha mẹ lúc đó trở nên vô dụng. Con cái ở Việt Nam khi lập gia đình, chính lúc đó là lúc cha mẹ thấy mình là người giáo dục thực sự, là cha mẹ thực sự. Khi ấy cha trở nên giống Thánh Giuse, đấng luôn biết rằng con mình không phải là của mình, mà chỉ được giao phó cho mình chăm sóc mà thôi. Vai trò của cha mẹ đối với con cái là được Thiên Chúa giao phó để chăm sóc con cái, như Đức Trinh Nữ Maria, như Thánh Giuse được giao phó Đức Giêsu cho các ngài chăm sóc. Và hôm nay cũng là cái ngày bổn mạng của các con trong ban giúp lễ. Cha mẹ đưa các con vào trong ban giúp lễ, khuyến khích các con giúp lễ, đó cũng là một cách hiến dâng con cho Thiên Chúa. Biết đâu trong những em này, mình không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết tương lai cuộc đời của các em sẽ như thế nào. Có thể có những em được Chúa mời gọi để phục vụ Chúa trong cái hiến thân cho Chúa, trong cái đời sống tu sĩ linh mục, không biết. Nhưng dẫu có thế nào, chúng ta dâng trọn con em mình cho Chúa, khích lệ các em chăm chỉ đi giúp lễ, để nhờ đó những cái khả năng của con em chúng ta càng ngày càng được lớn lên và tùy theo ý Chúa dẫn dắt. Riêng các con thân mến, ở mỗi khi cha dâng lễ, cha cảm thấy mình hạnh phúc vì được gần Chúa. Và các con là những người cũng được gần Chúa. Có thể xét về mặt thấy được thì sát bên chủ tế dâng lễ. Con ý thức điều đấy để cám tạ ơn Chúa đã cho các con được trở nên những người giúp lễ, được gần với Chúa. Và không biết cuộc đời của các con thế nào, Chúa sẽ soi sáng dần dần cho các con biết các con sẽ như thế nào. Mỗi một người
Chúa đều giao phó một sứ mạng. Các con dần dần sẽ nhận ra sứ mạng Chúa mời gọi các con. Điều quan trọng không phải là trở nên ông này bà nọ. Điều quan trọng là thực hiện ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời các con. Thực hiện ý muốn sứ mạng Thiên Chúa giao cho các con. Thực hiện trọn vẹn. Đó là đủ. Và trong cái lúc mà các con dần dần nhận ra cái sứ mạng của mình, thì ngay từ bây giờ các con hãy vâng nghe lời cha mẹ như Đức Giê-xu vẫn hằng vâng nghe lời cha mẹ, chăm chỉ tham dự thánh lễ, giúp lễ một cách sốt sắng. Dần dần rồi đi học hành, chu toàn các bổn phận của mình. Tương lai Chúa sẽ dẫn dắt các con từng bước, từng bước. Và cha xin chúc các con như lời tin mừng hôm nay kết thúc. Các con càng ngày càng được lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời vô cùng dựng nên trời đất. Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, xin bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn thời quan Phong-si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh vào thánh giá, chết và tang sang, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Anh chị em và chúng con thân mến, ngày lễ kính Thánh Gia là ngày thánh hóa các gia đình Công giáo trên toàn thế giới. Hiệp ý với mỗi thành viên trong tất cả mọi gia đình, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa, mà mỗi tín hữu là thành viên trong gia đình. Xin cho các vị chủ tranh và đoàn chiên biết yêu thương và hiệp nhất với nhau, để cho giáo hội luôn ngập tràn yêu thương. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Xin cho mọi người trong gia đình biết noi gương theo Thánh Gia Thất, nỗ lực thánh hóa bản thân để xây dựng gia đình nên thánh thiện hơn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Như Đức Mẹ và Thánh Giuse đã bỏ tất cả ý riêng mà làm theo thánh ý của Thiên Chúa, xin cho các bạn trẻ và các em thiếu nhi biết khiêm nhường lắng nghe lời Chúa
và giữ mình ngay thẳng trong xã hội đầy cám dỗ ngày nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Gioan Tông Đồ còn có một danh hiệu khác là người môn đệ Chúa thương mến. Chúa Giêsu đã yêu thương Ngài cách đặc biệt vì sự trong trắng, nhiệt tâm và thành tín của Ngài. Hôm nay, đoàn con thiếu nhi cung thánh chúng con nhận Ngài làm bổn mẹ. Xin Ngài cũng ban ơn cho mỗi thành viên trong chúng con có được tâm hồn đơn sơ, trong trắng, luôn nhiệt tình phục vụ nhà Chúa qua việc giúp lễ. Nhờ đó, chúng con có thể trở nên thánh thiện mỗi ngày một hơn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu ngày xưa ở Nazareth, Chúa càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, được Thiên Chúa và mọi người thương mến. Ngày nay nhờ Chúa dẫn dắt, xin cho chúng con ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Con xin dâng lên tâm tình cảm mến.
Anh chị em và chúng con hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em và chúng con được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để cả tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhan vì lời thánh mẫu đồng trinh và thánh cả Giuse cầu thay nguyên giúp. Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lối cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa đã dùng thánh giá và sự phụng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mừng và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Xin ơn bình an cho các gia đình của chúng con, bình an cho các em thiếu nhi cùng thánh nhân dịp mừng bổn mạng kính thánh Gioan Tông Đồ, cho các em luôn ngoan ngoãn, sốt sắng, chăm chỉ, vâng lời. Xin cho gia đình của chúng con trở nên một tổ ấm hạnh phúc, yêu thương, hiệp nhất và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, dỗ 6 năm linh hồn Phêrô và các linh hồn. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nương Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa.
xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em và chúng con. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy xin Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể. Xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia thất, để sau đời khổ ải được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin phép và kính mời Cha Chủ tế, Cha Đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn an tọa, riêng các cháu lễ sinh, các con đứng. Tiếp theo một vị đại diện cho ban lễ sinh có những tâm tình thưa lên với quý cha và toàn thể cộng đoàn. Xin mời anh trưởng của ban lễ sinh. Kính thưa cha Giuse, cha xứ của chúng con. Kính thưa cha Phaolô, kính thưa quý vị, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý ân nhân và cộng đoàn. Hôm nay con xin được thay mặt các em thiếu nhi cung thánh dâng lên quý cha và cộng đoàn tâm tình của chúng con trong ngày lễ kính thánh gia thất, cũng như là kính thánh Gioan Tông Đồ, bổn mạng của thiếu nhi cung thánh chúng con. Đầu tiên, con xin được tạ ơn Chúa đã mời gọi, quy tụ chúng con lại, để chúng con được đến gần Chúa hơn, cũng như giúp đỡ, cùng hiệp thông với các linh mục trong công việc xoay quanh bàn tiệc thánh thể, phần nào đó giúp cho cộng đoàn càng được thêm sốt sắng cầu nguyện trong các giờ phụng vụ. Chúa đã luôn đồng hành với chúng con qua tình yêu thương của Cha Chánh Xứ, hết lòng giúp đỡ chúng con qua mọi công việc lớn nhỏ, tạo điều kiện để thiếu nhi cung thánh chúng con được thông phần vào các công việc nhà Chúa. Hơn nữa, hôm nay, Cha còn dâng thánh lễ cầu nguyện cho đoàn thiếu nhi cung thánh của chúng con. Qua Cha, chúng con có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa và tiến gần đến Ngài hơn nữa. Tiếp đến, xin chân thành cảm ơn quý vị, quý hội đồng mục vụ, quý phụ huynh và các đoàn thể đã giúp đỡ, cộng tác với đoàn thiếu nhi cung thánh chúng con trong những năm qua. Mọi người đã luôn mời gọi, hỗ trợ chúng con trong các công việc chung của giáo xứ. Chúng con xin đặc biệt cảm ơn quý ân nhân đã luôn quan tâm giúp đỡ, dành tình thương rất nhiều cho chúng con để chúng con có thể chuyên tâm phục vụ nhà Chúa. Cuối cùng, anh xin gửi đến các em thiếu nhi cung thánh đã nhiệt tình tham gia vào đoàn của chúng ta. Anh biết rằng các em đã phải hy sinh rất nhiều để có thể thường xuyên đi giúp lễ, bất kể những lúc là công việc học tập căng thẳng, mệt nhọc, những cuộc hẹn với bạn bè. Nhưng anh cũng muốn các em biết rằng, việc được phục vụ nhà Chúa chính là niềm vinh hạnh của mỗi người trong chúng ta, bởi vì chúng ta là người được trực tiếp tham dự vào các công việc phụng vụ, được gần với Chúa hơn ai hết, cả tâm hồn lẫn thể xác, và chúng ta phải luôn tự hào vì điều đó. Mong Thánh Gioan luôn dõi theo giúp đỡ các em, và Chúa luôn yêu mến các em như cách Ngài yêu mến Thánh Gioan. Nhân dịp này, con cũng xin phép quý cha cho thiếu nhi cung thánh chúng con được tuyển thêm các em thiếu nhi vào đoàn thiếu nhi cung thánh. Kính mong quý phụ huynh tạo điều kiện cho con em được đến gần với Chúa hơn. Và đây cũng là cơ hội để các em tìm hiểu về ơn gọi của mình, như các linh mục ngày xưa cũng đã từng bắt đầu với công việc giúp lễ. Vì vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị thánh lễ, con không tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý cha, quý cộng đoàn rộng lòng tha thứ và tận tình chỉ bảo trong những công việc hôm nay và cả trong tương lai. Một lần nữa, con xin thay mặt các đoàn thiếu nhi cung thánh hết lòng cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn. Chúng con ngồi xuống đi. Phần nhiều quý cha đều xuất phát từ trong các em thiếu nhi cung thánh. Chắc cha Phaolô đây cũng như cha ngày xưa còn bé như chúng con cũng rất là thích giúp lễ. Như hồi nãy cha Phaolô cũng chia sẻ là cũng không biết là tương lai mình ra làm sao. Và ngay hôm nay cha Phaolô, cha hay là quý vị hay là tất cả mọi người, chúng ta cũng không biết ngày mai chúng ta ra làm sao. Nhưng mà thôi, chúng ta vẫn luôn tin tưởng, tín thác, bám vào Chúa. Có anh trưởng đây là anh trưởng mới, nhiệm kỳ mới đây thì các em trong ban lễ sinh, như hồi nãy đầu lễ cha có nói
cũng cảm ơn chúng con, cảm ơn các gia đình cũng tạo điều kiện cho chúng con được tham gia trong đoàn thiếu nhi cùng thánh. Nếu mà hôm nào mà cha hay cha Phaolô hay quý cha dâng lễ mà cứ đi ra có một mình thôi thì chắc cũng buồn lắm ha. Cho nên hy vọng rằng chúng con bắt chước theo mẫu gương của Chúa Giêsu hôm nay rất là hay, trùng hợp thánh lễ kính thánh Gioan Tông Đồ lại với lễ thánh gia, thì nhìn vào Chúa Giêsu là mẫu gương, như hồi nãy cha Phaolô có chúc cho tất cả chúng con mỗi ngày mỗi lớn lên thêm sự khôn ngoan, thêm ơn nghĩa, thêm tình thương của Chúa cũng như tình thương với tất cả mọi người. Một lần nữa cha cùng với cha Phaolô, quý vị, quý hội đồng mùa vụ giáo xứ cũng như tất cả quý ông bà anh chị em chúc mừng lễ bổn mạng của các em thiếu nhi cùng thánh hôm nay. Sau thánh lễ thì xin mời anh chị em nhận bản tin hàng tuần số 47 của giáo xứ. Có bài giảng của Đức Thánh Cha trong đêm lễ Giáng sinh vừa qua, cũng như sứ điệp Giáng sinh và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha vừa qua. Kính mời quý ông bạn chị em đọc qua. Trong cái sứ điệp lần này rất là vui, Ngài có nhắc đến Việt Nam chúng ta, Ngài có nhắc đến vùng Đông Nam Á, nhắc đến Phi Luật Tân, nhắc đến Việt Nam vì vấn đề bão lụt rồi vừa qua tại miền Trung á, mà năm nay giáo xứ chúng ta cũng lấy cái phong hang đá chủ đề là việc mà chúng ta đối diện với thế giới và cũng như chúng ta đối diện với dịch bệnh, rồi riêng Việt Nam chúng ta lại đối diện với lại lũ lụt nữa, và Chúa đến, Chúa ở cùng, Chúa đem cái bình an, đem sự chữa lành cho chúng ta. Và lần này Đức Thánh Cha có nhắc đến Việt Nam chúng ta, tức là chúng ta cũng có trong trái tim của Ngài, đó là cái niềm vui của chúng ta nhân dịp lễ mừng Chúa Giáng sinh. Rồi ngày mai thì như trong ngày chương trình mừng kính Thánh Giuse năm thánh đặc biệt, thánh kính Thánh Giuse, thì ngày mai chúng ta hưởng một ơn toàn xá khi chúng ta xưng tội, rước lễ, sạch tội rồi cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Thì chúng ta khi tham dự thánh lễ, chúng ta được cái ơn đó và chúng ta có thể nhường lại cho các linh hồn. Và đặc biệt ngày mai lễ 7 giờ rưỡi thì cầu nguyện cho các gia đình mừng lễ 25 năm và 50 năm hôn phối, thì có một gia đình đăng ký 50 năm hôn phối. Ngày thứ 6 tới, ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là chúng ta bước qua một năm dương lịch mới, năm 2021 cũng là thứ 6 đầu tháng, và lễ trọng Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa, ngày hòa bình thế giới, thì buổi sáng có trao mình đến Chúa cho các bệnh nhân, buổi chiều có cầu nguyện và thánh lễ kính lòng Chúa thương xót đầu tháng như thường lệ, và đặc biệt là buổi chiều chúng ta có kiệu Đức Mẹ 5 giờ đọc kinh, 5 giờ 15 rước kiệu Đức Mẹ, 5 giờ 45 thánh lễ. Kính mời cộng đoàn tham dự để tạ ơn Chúa, kính Đức Mẹ và cầu bình an cho năm mới, cũng như các hội đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ hiệu. Ngày thứ 7 và ngày Chúa Nhật thì những chương trình đầu tháng như thường lệ. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin ông bà anh chị em đọc qua bản tin hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta nhận phép lành cuối thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em và chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành trên anh chị em và chúng con ở lại luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.